Từ đêm qua đến nay thì trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về tài sản tại một số địa phương. Đã có một người bị lũ cuốn trôi mất tích tại huyện Lương Sơn. Mưa lớn cũng đã làm cho một hộ gia đình bị sạt lở đất, một số diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Đoạn kè bờ sông chân cầu Đen tiếp tục bị sạt lở với chiều dài mỗi bên vào khoảng 80 mét. Nguy cơ tiếp tục sạt lở ảnh hưởng đến cầu Đen và các hộ dân sinh sống ở ven bờ. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền một số hộ dân ở quanh khu vực là khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 3.600 học sinh của trường Trung học cơ sở Phước Tân 1, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phải tạm nghỉ học trong ngày hôm nay do nước lũ dâng cao. Trước đó vào chiều qua, nước lũ đã tràn vào sân trường khiến cho học sinh phải nghỉ học sớm. Trong ngày hôm nay, nhà trường huy động giáo viên cùng với các lực lượng chức năng của phường tập trung dọn dẹp sân trường, phòng ốc. Dự kiến sáng mai thì học sinh sẽ quay trở lại học bình thường. Nước lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về cũng khiến cho hơn 1.100 hộ dân của phường Phước Tân bị ngập, trong đó khoảng 100 hộ dân bị ngập sâu từ 1 cho đến 1,2 mét.